Hello, xin chào mọi người. Thì hôm nay chào mừng mọi người đến với vlog đặc một và sinh nhật muộn của bản thân mình, đó là Gia Long. Còn đây, các bạn biết đây là hai con lợn con mình mới sắm đây. Đây là sói, còn đây là biên. Hai anh em con này ăn cực nhiều lắm mọi người. Đây. Rồi bây giờ mình sẽ vào vấn đề chính. Thì hôm nay mình đã nhận được một món quà từ Gia Long mọi người. Kiểu sáng sớm cái nó gọi mình, nó kêu là nhanh dài dài chạy lẹ đi lên công ty quay góc, thế là mới ra mình mở cửa cho kiểu chưa kịp make up chưa kịp điều đó mọi người, cái nó cầm đóng quà tới ngủ luôn. Thì trước khi đó là mình đã có một sinh nhật, và trong buổi sinh nhật đó thì tất cả các bạn bè nhà mấy đứa em thân thiết của mình, nói chung là công ty kia đó, đã tặng quà cho mình. Thì lúc đó kiểu như là chơi xong rồi may quá mọi người, cái chưa kịp quay video nữa cái mình quên hết trơn, nhưng mà mắc cười lắm. Quà sinh nhật của mình á, mấy năm nào các mẹ mấy năm từ trước đến giờ luôn, nó toàn tặng cho mình cái gì mà đồ trang, nước tẩy trang nè, sữa tẩy trang nè, bông tẩy trang nè, giấy ướt tẩy trang, sữa rửa mặt, tẩy nước bọc chết, sữa tắm, rồi xong dưỡng, nói chung là kiểu toàn tặng mấy cái đồ dưỡng da mọi người. Các bạn làm xấu á, nhưng mà nó nói chị lên đây có make up nhiều quá, tiếng tụi nó là vậy, nếu có nó cứ thích lắm đó cái. Nhưng mà tôi bạn quay lại đúng chính thì không, đó Gia Long tặng quà sinh nhật cho mình mọi người ạ. Cái Gia Long kêu là tao có bất ngờ để dành cho mày, thì đây hôm nay sau 1 tháng thì Gia Long đã muốn một tặng. Nó đã nói là đây là quà sinh nhật cũng coi như là lì xì luôn, nên mà mốt mà đến Tết là không được đòi lì xì nha. Bây giờ mình sẽ khui từng món trước này. Gáp laser, nó nói tặng mình 1 tiếng biết không? Ý là mình lên thánh đèo một chút hả? Không thì cũng nói cái đó mấy cái đó. Ý thì thật sự trước giờ có một bàn đen mà nên là một quay á, kiểu mình lên playlist hay kêu là có màu khác hơn này kia chắc là đẹp, nhưng mà nó rất là ngầu nha mọi người. Chắc là nó hiểu tâm lý mình là kiểu cũng mặc ngầu thôi, cho nó đang sẵn xíu. Cái này sai gì đây, để mở. Đấy, mọi người thấy không, em rất là ngầu. Không biết mình đang có cái này như thế nào. Vô mọi người, mà chưa có đồ đi mà chưa được. Nhưng mà mọi người thấy mình có gì. Này, chắc là đánh màu trắng thì em không ghét. Ok, cho mọi người yêu, nó cả này nữa. Còn món quà thứ nhất Vi. Biết là dài gì đây mọi người. Đen mọi người ạ. Ở trước đó mình có một đôi tay trang màu đen mà nó bự, mà cái đen còn lại của mình quốc mà mình quay mình không có đẹp thế nào màu đen để mang mà không lẽ thì em mang cái đôi tay trang thì nó rất là tùy luôn. Đây là tâm lý tặng cái đôi này. Cái này là gì đây? Anh chơi nước hoa. Hoa Gucci. Trước thì mình hay xài hoa. Có cái tay vẫn còn nguyên nha mọi người. Thì sao hôm nay cái thằng này nó tặng tao 1 tím nhờ? Nó có gì 1 tím, nó có gì 1 tím, nó bay thôi. Me. Xin bỏ lại xin. Sao tay đặt tay. Ho xin. Cái này có thể là 2 triệu 4. Đây có 2 triệu. Này không phải. Giấy bảo hành nữa.
Nó với cái iPhone thì mọi người ơi, cái này đời sau năm sau tới sinh nhật nó mình có thể lại. Má ơi, cái này có phải của mình đúng vậy? Nó mình nghe tiền. Sao? Không có cái à? Mình nghe tiền thôi ạ. Bây giờ sẽ đến đây nó xin đi mấy. Thôi, Long ơi. Máy mới hoàn toàn. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời mình được sử dụng cái máy iPhone phiên bản mới nhất mà sớm như vậy. Bình thường thì khi mà con ra mắt thì phải khoảng như mấy tháng sau khi mà nó đã bay tràn lan Việt Nam rồi đó, hoặc là bạn sau cũng mua. Đây là lần đầu tiên khi mà nó vừa mới ra mắt một cái là mình được sở hữu liền luôn mọi người. Đây thì khi mà phải đọc máy thì nó sẽ hiện ra một đống kiểu xin chào hello ấy, nói chung là bằng cái thứ tiếng của mình. Lindsay, xin chân thành cảm ơn mọi người. Vậy là vlog của Lindsay đến đây là hết rồi. Mọi người hãy cùng đón xem những vlog tiếp theo của Lindsay nhé. Bye bye. Bye.